Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dược Vlog. Anh em ơi, mấy nay mưa gió bão táp phong ba liên tục à. Hồi hôm mới vô anh em mình xong rồi bây giờ đi rồi, trời bắt đầu quang mây tạnh rồi, anh em mình không biết làm cái món cho hấp dẫn à. Hôm nay anh em mình sẽ quay lại cái món gọi là hấp dẫn trời mùa lạnh mùa mưa nha bạn. Đó là bánh xèo, nhưng mà anh em mình sẽ làm phong cách của Sơn Dược Vlog nha anh em ơi. Đây là tôm đất nha anh em, với trứng gà, với cộng giá. Nè tôi cũng độc là lọ mà đây cũng chắc chưa có ai làm đâu. Bánh xèo thì diệt nha các bạn. Đây thêm chút giá nữa nha các bạn. Wow, mình cũng theo tay mình cũng đọc lọ nhưng mà mình chắc đơn giản hơn các bạn. Trứng gà 6 trứng, nguyên liệu chủ yếu trứng gà với nấm nấm dai các bạn. Còn hai cái thôi. Thêm chút nấm đục nữa các bạn ơi. Theo thêm mấy anh mà tôm tôm với trứng của anh là tôm hai loại tôm. Với lại men giá, tôm men giá trứng. À, chứ xếp tốt đọc lại nhất rồi nha. Đúc được ăn có được không, không vấn đề nha các bạn ơi. Đọc lại nhất rồi á. Đủ nguyên liệu luôn nha anh em. Vừa lại bỏ tôm lại nãy à. Bên hai vừa đọc lại mà vừa cầu kỳ nữa chứ. Anh đã khởi dạo quang tôm này, anh gác quang bên giờ anh đưa bột vô này. Sau thời gian 2 tiếng mấy, gần 3 tiếng đồng hồ, mấy anh em mình đổ xong cái bánh xèo của từng người nè. Cho anh em review từng phần bánh xèo nha. 4 tiếng luôn rồi nha. Đây bánh xèo qua đây ta. Vũ. Sao có hai mèo vậy Vũ? Giờ thiếu bột, lấy thêm chút bột kia đổ vô. Đây bánh xèo qua đây ta. Toàn. Toàn là bánh xèo gì? Tôm. Còn Vũ là bánh xèo thịt vịt nha. Rồi cũng là lạ các bạn. Còn qua đây, giống giống có Toàn đây. Anh á. Bánh xèo gì anh ơi? Hai loại tôm, một men giá với trứng. Tôm gì mà hai loại dữ vậy? Một loại tôm thịt, một loại tôm bè. Tôm ớt. À, tôm bè, tôm bè. Còn đây bánh xèo có trạng mà. Trứng với nấm các bạn. Trứng với nấm. Rồi anh em quan sát thứ bánh xèo ai đẹp nhất các bạn ơi. Trời cũng muốn mưa ăn bánh xèo mới ngon nha các bạn. Chứng lệ cho mưa giờ. Kéo đấy yêu quá tới rồi. Yêu quá gần tới rồi các bạn ơi. Yêu quá tới rồi. Hôm nay anh em mình sẽ chơi trò chơi thế này nha, mình sẽ chơi trò chơi ăn bánh xèo tiếp sức nha các bạn ơi. Trò chơi anh em mình đơn giản thôi. Bây giờ anh em rút bài đây, rút bài theo bài tiếng lên. Hai người lớn hơn là một con là một kẹp, còn hai người nhỏ hơn là một kẹp. Rồi. Ăn tiếp sức, anh em hiểu không? Ăn tiếp sức. Ở đâu mà tiếp sức ông thằng? Má anh em cứ bóc bài đi rồi tính. Tới xanh. Hai người lớn một vòng phi, hai người nhỏ một phi nha. Bánh xèo hai người đang nha. Số 1 là số mấy đâu? Đưa hết trước cho anh em coi. Anh Hải ba biết. Anh Hải dựng bài lên này. Vũ ba biết. Ôi, Toàn với hai một phi. Kẹp điện thoại các bạn ơi. Sao rút kiểu gì cũng vô anh. Chạm lại tiếp tục một phi các bạn ơi. Đánh mà. Thì biết đâu nhưng mà sao nó cũng vô một phi à. Bây giờ Toàn bưng bánh xèo của Toàn, anh Hải bưng bánh xèo Hải một bên nè. Vũ bưng bánh xèo của Vũ, Trạm bưng bánh vèo của Trạm một bên nè. Vũ với Trạm qua đây. Đây. Trong luôn nha. Để cái dĩa luôn. Rồi được rồi. Cái máy mình bỏ chỗ đây nữa luôn xem. Hai chén nguyên gì em. Anh em ơi. Hôm nay tiếp tục cặp đôi huyền thoại nha, anh Hai và Toàn nha. Bên đây là Vũ Trạm. Vũ và Trạm nha. Tiếp tục đây là mỗi phần bánh xèo đây là 20 cái. Thì bên đây là 40 cái nè bạn ơi. Còn bên này bánh xèo của anh Toàn với anh Hải đúng nè, cũng 40 cái nha. Hôm nay anh em mình sẽ ăn tiếp sức. Một người lại ăn hết một cái. Tại vì vậy một lần chỉ được gấp một cái thôi. Anh em không được phạm luật. Ăn hết sạch miệng rồi mới được người khác lên. Ai hết trước người thắng, đơn giản thôi. Phần thưởng đội chiến thắng là 500k. Anh em hiểu luật chưa? Đơn giản nha, anh em cố gắng không phạm luật nha.
Anh em mình định chơi ngoài đường nó dài hơn mà trời mưa râm râm rồi, cho nên anh em mình chuyển bên trong chơi cũng được nha các bạn ơi. Anh em có cần gì hỏi nữa không nè? Không. Chuẩn bị. Dạ chưa. 1 2 3 9. Một cái một nha. Hết sạch miệng mà đổi khác lên nha. À đúng nha được. Hey, lên. Nói nghe, hết nói lên nghe. Phải nói lên nghe. Nói đi. Rồi mày mày biết có ai thấy không mày không chưa? Hết lên. Nuốt đan hai. Phải nuốt sạch nghe. Rồi. Một lần một cái. Hết. Hết. Nói chuyện Vương Vũ đừng nói chuyện tôi. Nói chuyện đợi đợi mình chứ. Thế rồi cho cái đây dính. Nuốt chưa được. Vũ áp dụng từ chiếu tới. Thấy luôn. Thằng này ơi, lui, đừng để sạch đâu nha. Dính cọng gió luôn. Hết rồi. Hết. Ok. Mình ăn hết mình nuốt mới nói được chứ. Vũ nuốt trong. Hey. Rồi lên. Anh đi tôi nuốt. Hey. Nhanh. Nói bên Hải á, Hải biết lên. Hết. Hey. Hết. Còn mắt cổ nha. Hết. Vũ nuốt giờ này như gió lại. Nó không có tôm mà sao nó nuốt vô nó không cản rồi. Thôi. Đúng rồi. Chạy mấy mùa. Hey. Hey. Hết. Nhanh lui liền phía sau liền cho đầu bạn lên nhé. Một cái một nha, không được hai cái nha. Cứ nó rộng quá. Được, muốn nuốt bao nhiêu nuốt. Nuốt bao nhiêu nuốt mà. Hết. Chẳng nói. Vô chứ nói hay nói chẳng nè. Ừ, Vũ sao lát bánh xè sao nó làm một cái không thấy đâu nữa nè. Lâu quá, phải đang lâu rồi các bạn. Hết. Chắc là đậu. Vũ nhanh quá mà. Chắc là đậu. Có đậu được. Tao mới cỏ, nuốt cộng nước. Hết. Toàn chưa liền được tiền chi nuốt cộng. Hết. Tiêu rồi, tiêu rồi. Bình toàn tiêu rồi. Con đem cái đường bậy như này. Còn no nữa chứ mà giỡn đâu. Hết. Rồi. Hết. Chưa được nửa đường nha các bạn. 3 phút trôi qua rồi. Anh em có thể dự đoán đội nào thắng trận này cũng được anh em ơi. Vũ anh nhanh nó cắn miệng luôn rồi. Hết. Đừng có cự. Toàn miệng nhỏ. Hết. Vũ nhanh quá đâu. Ta hết là bà làm sao yên đứng ngoài đâu. Hết. Có thể bánh xèo ở đây đủ. Không được. Bánh xèo ở đây chắc đủ về bự nữa nè. Cái này miếng mị nè. Cái này già lắm. Ủa. Sạch chén ăn, sạch trong chén ăn. Hết. Hết. Chưa, anh hai bên vẫn chưa hết một phần. Anh em xem tốc độ Vũ này. 1, 2, 3, 4. Bà nữ, nem, hết. Nem dây hết cái bánh xèo. Đậu mấy cái khác. Chắc là hai anh em thất bại vụ tôm mà. Nó vừa gần ngang quá toàn ơi. Ngang nuốt được. Để đây, để đây anh. Ngâm cái nào. Cái này sao nó dính vậy? Bước lên. Không một cái mà. Mình phải đúng chứ. Chia làm hai đây. Thêm xíu nữa. Đây. Đâu đâu nhúc. Ngát cái đây mình chuyển qua bên kia một xíu. Trời ơi. Vũ bà dày hết một cái bánh xèo các bạn ơi. Nãy đừng hết. Nãy đừng rồi sao chậm vậy nãy. Có anh dậy đi chậm vậy. Ở bên kia hết em mà. Để em rồi. Cũng ngang đây anh em ơi.
Sao nó dính rồi? Đậu đổ em đậu đổ cũng được. Đậu giá nó dính lòng phèn quá. Bên kia anh em đấy mà nhanh. Bên này bánh xèo dễ gỡ. Đấy. Nhanh đâu. Bánh xèo này dính quá. Ăn thử rất biết ngon. Nói gì? Thử rất hả? Hết. Hết. Thôi đúng rồi. Hello. Quá nhanh quá nguy hiểm các bạn. Dễ mất cổ á. Hey, yo. Cố lên thôi. Hey. Chấm mém lên hải vừa đồng chấm mém lên hải. Ui ui, hey. À, ui hải nhanh đi. Anh nhẹ nhanh đi. Vụ này đếm nè. 1 hey, 2 3 4 5 6 bẻ để nó đi tao chứ đợi mình xèo có tôm nước vô cả ngàn dính tôm quá chết giá nó cũng cả ngàn con nước vậy. Anh tôm đây luôn tao tiêu rồi mất cổ. Wow, mình còn cái đám vậy. Ôi mấy cậu quá nè. Đù, ông kẹo đổ nắm nó dài đó mấy cậu. Nó không được. Có lẽ ông heo nó giật lại chứ. Hết. Ủa, hai nhanh đấy. Rồi bên toàn hết một phần, bên trẹo hết một phần hai cái đâu. Chưa nói được. Chưa nói được mà. chưa nuốt được. Đang chưa nuốt được. Hết. Ta là mình nói gần hết bánh xèo mình còn cái đống em chưa. Em nó đem được. Giấu bụng to không sao đâu. Thưa. Quá chưa hết mà. Đầu đang đói bụng. Nhanh đi. Được tôi nuốt rồi. No no. Chậm hai bên cùng chậm rồi. Bánh xèo anh đổ dèo quá. Ừ, cái tôi về. Hết. Cái đại mày về, cái mau mà về. Cái em toàn mẻ mà cái em này, cái em về này. Ừ, chơi mấy à. Vũ no rồi. Hạ tốc độ nhanh đấy. Hết. Vô. Hết. Vậy, cái là tôi với Vũ vàng. Cái đó. Ông đẹp đổ rất nhiều vàng. Về đặng ở đây là một đống còn lượng, thấy không đặng. Cái của còn đổ, còn nuốt cái ồ, nuốt ồ. Ủa ớt kệ này em nấu vô kia ngon. Đây nhai ngon. Anh hai đổ hai loại ớt mà. Một là tôm, một là ớt. Ủa nó mặn rồi không? Nhưng mà bánh xèo này anh đủ mặn, nó đậm đà lắm. Nè ăn cá thấy ngon. Không, nó còn xéo cay. Chưa đâu, chưa ăn thua đâu Hải. Mình chơi phải khô máu cho anh Hải. Nhanh đấy, anh Hải nhanh đấy. Đấy thấy không, ghê không? Hết. À ghê cái này, hết. Hãy nhanh đấy. Còn đang chậm thôi. Tặng ná luôn rồi, vô rồi. Chảo còn xéo cái nè. Ừ. Mình còn mười mấy luôn. Mày nó không được. Có gì mà da tao nó không được. Tao nghe. Tao cũng được, rồi. Đừng có cái hình lương đấy. Qua cái ông ủi gì củi. Hết. Đau quá. Tao miếng mắm như nãy giờ ăn miếng mắm. Bị ăn vẫn ngon. Bình tĩnh dấu, chưa đau dấu, chưa gì đâu, bệnh nó còn nhiều lắm. Trò này vui nha các bạn ơi. Tao tiêu đầu ơi. Hết, em một đồng được. Hết. Anh hai tốc độ nhanh đấy. 2 giờ tốc độ nhanh lắm. Hai cái cuối mình hay giữ
mình làm nhanh được là mình làm nhanh đi. Trời ơi, sao nó còn muốn cái đạo mang tùm lum em, tôm mang nhiều quá. Dạ, dạ anh đầu tiên anh đâu có biết anh Thi anh Tiểu đâu làm ai ăn ngon hơn chứ. Trời ơi, chết chồng mới mang nữa. Không, bánh xèo con toàn để dễ nuốt chút xíu để cái phát em làm mắm lát mà bạn đã anh để cái phát bụng bánh xèo Vũ cũng mang có tôi đến hai già mấy một cỏ mồ. Tốc độ ăn Vũ kinh điển quá. Không, cái nước bánh xèo đây cũng tương đương hết rồi chứ con. Ủa, em nước đậm mấy cậu thôi là từ nếu máy từ từ để coi nó công nên máy á hả. Sao còn chén đi. Đấy. Review rộng review, giờ này review được rồi. Giờ no mà. Đó, mình ăn từ từ đi. Nhá xem. Thôi tôi xuống chút nữa nha các bạn. Đã lâu. Giờ xuống với mình còn hai cái mà sợ không Vũ. Em nước mà nước đậm nó nhợn. Rồi, thế. Lắm mà. Mình xào ai đâu. Giờ mời anh em nha. Đây mình xào mình đổ nha các bạn. Xì chấm xì dầu mời anh em nha, bánh xèo trứng với năm dai mời anh em. Đói bụng rồi Tổng. Nãy đói kìa Tổng. Tổng nuốt không được mà đói ăn được. Không được. Mô mà tiếp sức là gặp Tổng đang cua Tổng tập rồi các bạn ơi. Anh nào nếu thích trận, anh em nào thích trận nữa thì anh em bữa sau mình làm món khác nha các bạn. Cho anh em đề xuất cái món gì. Nước là em ăn nhanh được, em ăn nhanh được. Bữa nào để phi AP và gạm xí quách. Phi em 4, phi mọi người 2 phi 5 cái 4. Còn hết chưa? Anh Hải. Hết chưa xong nói rồi. Quả. Bên cạnh mình đang chờ đợi mà. Xong nói. Mình cũng thấy rất bánh xèo ngon, mình ngon luôn. Cầm đào. Cầm đào. Nói lên nè. Anh Hải sao ăn nhanh hả chứ? Anh Hải nhanh lắm. Ủa, em vừa hết chứ sao không ăn nữa không trời. Sao chú ăn còn cái thua. Lạc thức ta thế không? Lạc thức ta thế. Bây giờ có lạc bánh thì tôi. Em nó trọng cái tụi nó nhộn quá. Tao review với Tom. Tôi chắc là review với Tom. Còn cái cuối review cho anh em xem anh Hải. Mời anh em nha. Anh ra miếng bánh xèo cho nó hấp dẫn cho nó ngon ghê quá mà thiệt chứ. Đói bụng sao đâu mà. Anh em vô review luôn đi. Nói chung là bánh xèo thì cái anh em hầu giờ không ai đốt măng nha, mình thấy anh em mình chia nữa nữa. Cho nên là mình ghiền cái khẩu vị cái người đốt măng ra cho nên mình mới đốt bánh xèo măng nha, hầu giờ không ai đốt á. Ngon ngon. Ăn rất là ngon ăn. Nãy em ăn thử ngon, bánh xèo đốt măng đậm đà lắm. Nó ngon. Nó thơm thơm, nãy ăn nó giòn giòn. Nhà được. Cái màu, cái màu. Thì mới sao? Đó là nhà đốt màu. Là muốn không phải thua đâu thiệt à. Đốt tôm vô cho nó đẹp bánh xèo, đâm xèo tôm mà nuốt vô con tôm nó càng ăn càng lại. Còn bên đây đứt đứng trơn quá. Này. Đây giống bắp cặm cái tiền nó nhận. Ngồi lên giặt phụ nữa. Trời mưa mới xèo ngon này. Ngon. Cái gì mà nói mà em không có tôm. Là nguyên tôm nước vô chính lại. Làm thử cái bánh xèo mà mang của anh hàng ngon. Ờ ngon mà. Ngon, bánh xèo mình. Làm thử hết mâm luôn. Cái về đến thua ngược. Sao nãy? To. Tặng cái thua hợp lý không? Không thể nào thắng được đúng không? Hợp lý. Tốc độ à, anh em thấy tốc do lúc động nó nhợn quá. Tốc độ vũ hơn nửa đường luôn mà. À cái con hạm này bự quá mà anh chắc nuốt tương đương đậm lắm nếu bánh xèo. Do bắt phi mà do bắt phi ngẫu nhiên mà. Toàn là nó ăn nó chứa nhiều vậy mà sao nó nuốt không được. Em ăn nhanh được, em ăn sức bền được chứ em ăn nhanh nuốt được. Em sức bền rồi, em rất rất ngon. Em thua anh đấy, thua ai đâu mà em nhanh em thua, em ăn được. Còn thứ bên toàn còn mấy cái nè. 2 4 6 8 cái 9 cái. 9 cái, 10 cái, 9 cái. 10 cái hả? 4 cái hả? 4 cái, 8, 10 cái. Wow. Bên Vũ ăn 40 cái, bên Hải ăn 30 cái. Anh em ơi, hôm nay trời mưa gió, anh em mình làm cái món bánh xèo này nha các bạn ơi. Sau ra mấy món xèo này mình cũng ngon hết nha các bạn. Hồi nãy ăn thử mỗi một cái ngon, anh em về làm theo ngon. Bánh xèo mang con Hải cũng ngon chứ không dở đâu, đậm đà lắm. Em thấy bánh xèo anh Hải ngon nhất á. Anh em ơi, hôm nay Tùng đang ăn nhanh chậm quá. Tùng đang nhanh Hải một phi, anh Hải thấy bữa nay anh Hải có sự cố gắng á, nhưng mà không lại thánh nên nuốt trọng vũ mập. Ồ, cái thầy ớt á mà. Ê, bữa sáng, giống bồ nông quá. Rồi bữa nay cũng hên xui các bạn ơi, trò chơi mà có hên có xui mới vui á. Anh em nếu thích cái trò chơi tiếp sức này nữa thì anh em cứ góp ý bình luận cái món nha, nào lần sau mình tiếp tục chơi nha các bạn ơi. Lần sau mình sẽ ra một cái chủ đề nó khó hơn nữa nha các bạn, do anh em mưa quá không có hoạt động xa. Bữa nay gọi là hoạt động gần á. Rồi demo đúng không? Bây giờ mình còn mấy môn phối hợp này kia nữa nha. Hôm nay phần thưởng 500k dành cho Trạm và Vũ nè, hoàn toàn xứng đáng nha. Anh em cố gắng lần sau bắt phi nữa nha. Hai người một phi nữa là thắng á. Hai phi đây không bao giờ thắng đâu. Quá. Giỡn. Mấy anh em xin tạm dừng clip tại đây anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều yêu quý ủng hộ anh em Sơn Dược Vlog nha. Anh em cho like đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất mỗi khi mình đăng video anh em. Chào anh em.